chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay chúng tôi muốn mời các bạn cùng với chúng tôi khám phá một cửa hàng thiết bị vệ sinh tại khu vực Hà Đông. Nếu các bạn đang tìm mua thiết bị cho phòng vệ sinh, cho phòng tắm, thế thì showroom thiết bị vệ sinh Bùi Minh chính là một địa chỉ rất đáng để các bạn tham khảo và quan tâm. Cửa hàng thiết bị vệ sinh Bùi Minh chuyên cung cấp đa dạng các loại thiết bị của các đơn vị, các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay, bao gồm là Inac, Toto, Gracera, Casa, vân vân. Đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng thiết bị vệ sinh Bùi Minh và theo đó giới thiệu cho người thân, bạn bè, bởi vì đây là một đơn vị uy tín, chất lượng với giá bán rẻ và có nhiều chương trình khuyến mại. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Hãy cùng với chúng tôi khám phá ngay cửa hàng thiết bị vệ sinh này nhé! Đây là khu vực bàn cầu và chậu rửa, có rất nhiều các mẫu mã đa dạng và có những mẫu mã này được rất nhiều khách hàng quan tâm, ví dụ Vicracera VI62, Vicracera VI63. Dưới đây là khu vực các mẫu bồn cầu của Vicracera. Đây là khu vực chậu rửa, gương phòng tắm, gương điện phòng tắm. Dưới đây là khu vực bồn cầu của Inac và Casa. Trước hết là bồn cầu Inac, chậu rửa Inac. AC 700 PAN. Hay là dòng Inac C504 PAN, cũng được rất nhiều khách hàng quan tâm. Dòng C306 PAN. Dòng AC900 VRL của Inac. Đây là AC2700 VRL. Đây là ba bồn cầu Inac được bán nhiều nhất, đó là AC959 VRL, bây giờ 15 rồi. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng khám phá khu vực xe tắm của showroom Bùi Minh. Có rất nhiều các mẫu xe tắm của nhiều thương hiệu khác nhau. Ở đây có những mẫu mà được rất nhiều khách hàng quan tâm như là BVS 3415T.
BVF1115S của Inox, VG583 của Vigracera, các dòng xe tắm của Casa. Và đặc biệt ở đây chúng tôi cũng có xe tắm được rất nhiều khách hàng quan tâm và mua được rất nhiều, đó là mẫu xe tắm BVF1405S của Inox. Đây là mẫu xe tắm có bát sen tròn với thiết kế và kiểu dáng rất đẹp và hiện đại, khi sử dụng rất thoải mái và dễ chịu, vì vậy có rất nhiều khách hàng quan tâm. Dưới đây là khu vực vòi chậu bếp và phụ kiện phòng tắm, mời các bạn cùng khám phá. Bếp từ. Mời các bạn cùng lên trên tầng 2 để khám phá khu vực gạch ốp lát với nhiều chủng loại và kích thước nhé. Đây là khu vực gạch ốp lát với rất nhiều kích thước chủng loại. Và bạn có thể thỏa thích lựa chọn và đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu xây dựng của bạn. Đây chính là khu vực gạch ốp bếp và ốp nhà vệ sinh, mời các bạn cùng xem. Mã có những mã rất là đa dạng, các mã sản phẩm như là KR82 của Ren. Và có rất nhiều lý do và lợi ích khiến khách hàng tin tưởng chọn lựa sản phẩm ở nơi này. Thứ nhất, đó là sản phẩm rất đa dạng và phong phú.
chính hãng 100%, sẵn sàng hoàn tiền đến 500% nếu quý khách hàng phát hiện thấy đó là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay là có chủng loại không đúng như cam kết ban đầu. Tại Bưu Minh, khách hàng đến nơi sẽ được phục vụ và chăm sóc tư vấn rất tận tình. Và hơn cả, chúng tôi có những chương trình khuyến mãi cho khách hàng mới hay là khách hàng cần thiết lâu năm. Bưu Minh tin rằng các bạn sẽ hài lòng với chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ và giá cả của Bưu Minh. Còn chờ đợi gì nữa, hãy đến với Bưu Minh để mua về những sản phẩm chất lượng nhất cho gia đình của mình. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đến với công ty Bưu Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.